Ngọc Ánh rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, thận được ví như nhà máy xử lý nước thải của cơ thể, có vai trò lọc máu và đào thải chất thải qua nước tiểu. Và cũng chính vì phải hoạt động một cách thường xuyên và liên tục, nên nhà máy này cũng rất dễ bị tổn thương và suy giảm chức năng. Chúng ta có thể thấy rằng, ngày càng có nhiều người mắc các căn bệnh về thận như là suy thận, sỏi thận hay thậm chí là ung thư thận. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng quá lo lắng nhé. Ngọc Ánh xin tiết lộ với quý vị một tin vui, đó là mới đây các chuyên gia đã nghiên cứu và đưa ra bí quyết giúp loại bỏ độc tố ở thận chỉ với một loại rau thơm có sẵn ngay trong vườn nhà. Ai cũng có thể sử dụng hàng ngày để tăng cường chức năng thận và giải độc cơ thể, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và sống trường thọ. Vậy đó là loại rau quen thuộc nào mà chúng ta vẫn vô tình bỏ qua hàng ngày và cách sử dụng loại rau để ngăn ngừa và thải độc thận được thực hiện ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Loại rau thơm có thể thải độc và tăng cường chức năng thận chính là rau mùi tây. Bạn có thường xuyên ăn loại rau này hàng ngày hay không? Rau mùi tây là một loại thảo mộc phổ biến trên khắp thế giới. Tính chất dược liệu của nó được nhiều người biết đến, đặc biệt là khi nói đến sức khỏe của thận. Mùi tây sở hữu các đặc tính đáng kinh ngạc khi là nguồn dồi dào của vitamin, axit folic và sắt, những chất rất cần thiết cho sức khỏe tối ưu của thận. Cách làm nước rau mùi giúp loại bỏ độc tố trong thận như sau. Về nguyên liệu, các bạn cần chuẩn bị một nắm rau mùi tươi. Rau mùi này cực kỳ dễ kiếm, các bạn hoàn toàn có thể tự trồng hoặc mua ngoài chợ đều được. Rau mùi mua về các bạn nên nhặt bỏ rễ và cắt lá già, cọng hỏng đi. Rau mùi sau khi được nhặt sạch, các bạn đem đi rửa với nước nhiều lần để loại bỏ hết bụi bẩn. Cẩn thận hơn nữa, các bạn có thể ngâm rau mùi trong nước muối pha loãng trong vòng 10 phút. Cách thực hiện như sau. Sau khi đã được rửa sạch, các bạn dùng dao thái rau mùi thành những đoạn nhỏ khoảng 1cm, sau đó cho toàn bộ rau mùi thái nhỏ vào trong một chiếc nồi sạch và thêm khoảng 500ml nước sạch, rồi đem đun sôi trong khoảng 10 phút thì tắt bếp và bắt nồi ra. Chờ hỗn hợp nguội hoàn toàn, các bạn chắt lấy phần nước cho vào chai sạch và bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Khi uống, các bạn cũng có thể cho thêm một ít nước cốt chanh, mật ong nguyên chất để tăng thêm hiệu quả thanh lọc cũng như tăng mùi vị. Mỗi ngày, vào khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, các bạn uống từ 1 đến 2 cốc nước rau mùi này. Kiên trì thực hiện trong vòng 10 ngày, các bạn sẽ thấy muối và các chất độc tích tụ sẽ được thải ra khỏi thận theo đường nước tiểu và bạn sẽ thấy được sự khác biệt mà trước đây bạn chưa từng cảm nhận được. Sau đây, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ cho các bạn về tác dụng tuyệt vời của rau mùi tây đối với thận. Công dụng đầu tiên đó là cải thiện sức khỏe của thận. Rau mùi tây là một loại thuốc lợi tiểu và nó giúp loại bỏ chất lỏng của cơ thể. Tác dụng của nó là giúp loại bỏ chất thải và độc tố, cũng như bổ sung vitamin và chất khoáng khi tiêu thụ loại rau này. Ngoài ra, rau mùi tây còn hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận và sỏi mật. Công dụng thứ hai đó là ngăn ngừa sỏi thận. Sỏi thận là các chất khoáng tích tụ bên trong thận hoặc trong đường tiết niệu. Mặc dù chúng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhưng nam giới trong độ tuổi từ 30 cho đến 50 tuổi sẽ có nguy cơ cao nhất. Vì rau mùi tây có chứa lượng natri thấp, nó giúp ổn định huyết áp. Ngoài ra, điều này giúp ngăn ngừa các vấn đề về thận và các bệnh tim mạch. Lưu ý rằng, huyết áp cao có thể làm hỏng và làm cứng các mạch máu trong thận, dẫn đến sự tích tụ chất thải không mong muốn. Về vấn đề này, rau mùi tây giúp ngăn ngừa sự tích tụ các độc tố có trong thận, từ đó ngăn ngừa sự hình thành của sỏi thận. Tất cả điều này nhờ vào tác dụng của nó đối với huyết áp và lọc thận. Công dụng thứ ba, rau mùi là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên. Rau mùi tây là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên có hiệu quả cao, nghĩa là nó giúp tăng cường việc bài tiết nước tiểu và giảm giữ nước trong cơ thể. Do đó, nó có tác dụng làm sạch thận bằng cách giảm lớp lắng đọng và tối đa hóa việc loại bỏ bệnh thận. Bản thân hạt rau mùi tự nó là một loại thuốc lợi tiểu. Nó có thể thúc đẩy sự gia tăng bài tiết nước tiểu trong cơ thể và do đó sẽ làm giảm sự lưu trữ chất lỏng trong cơ thể. Tác dụng lợi tiểu của rau mùi tây là nhờ vào hai thành phần có trong đó. Hạt mùi tây có khả năng loại bỏ độc tố, natri dư thừa và nước tích tụ trong cơ thể. Tất cả đều cải thiện chức năng của thận. Công dụng thứ tư là loại bỏ độc tố và cải thiện tiêu hóa. Ngoài lợi ích cho sức khỏe của thận, rau mùi tây còn có chứa chất chống oxy hóa và các lợi ích quan trọng khác cho hệ tiêu hóa. Mùi tây kích thích tiêu hóa và chức năng của thận bằng cách tham gia vào quá trình loại bỏ độc tố. Về cơ bản, rau mùi tây giúp cải thiện tiêu hóa tổng thể và xử lý chất thải một cách hiệu quả. Ngoài ra, bạn nên biết rằng lá mùi tây có tác dụng chữa bệnh, do đó nó giúp làm giảm chứng đầy hơi bằng cách ngăn chặn sự hình thành khí trong đường tiêu hóa. Công dụng thứ năm đó là chống viêm. Mùi tây có chứa các hoạt chất như apigenin, một chất chống viêm. Ngoài ra, loại thảo mộc này có chứa một lượng lớn flavonoid là chất chống oxy hóa mạnh mẽ cho cơ thể.
Hơn nữa, rau mùi tây còn rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa tự nhiên chống viêm khác. Cuối cùng, rau mùi tây là một loại thảo mộc có chứa đầy chất dinh dưỡng, giúp chống lại vi khuẩn và nấm cũng như ký sinh trùng. Ngoài những công dụng trên, theo các chuyên gia, rau mùi là một trong những chất thải độc hiệu quả và dễ kiếm nhất. Rau mùi có thể thải các kim loại nặng như nhôm, thủy ngân, chì và các chất độc khác ra khỏi cơ thể của chúng ta. Cơ thể tích tụ nhiều hóa chất độc hại, bao gồm kim loại nặng, có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như ung thư, các vấn đề về cảm xúc, thận, phổi, suy thoái não và xương yếu. Thậm chí nghiên cứu còn chứng minh rằng rau mùi có thể đào thải 80% kim loại nặng như nhôm, thủy ngân và chì ra khỏi cơ thể. Y học hiện đại cho rằng rau mùi giúp hệ thống tuần hoàn máu hoạt động tốt hơn. Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên có thể giúp loại bỏ chất độc trong máu, ngăn ngừa mụn trứng cá và làm giảm các triệu chứng tiết niệu. Vì bảo vệ quả thận, hãy tập đưa rau mùi tây vào trong chế độ ăn uống của mình ngay hôm nay. Quý vị thân mến, trên thực tế, những bệnh tật xảy ra với bạn đều xuất phát từ những gì bạn đối xử với cơ thể của mình. Nếu bạn duy trì những thói quen lành mạnh và khoa học, thì cơ thể sẽ được bảo vệ và khỏe mạnh. Nhưng ngược lại, bạn lại duy trì những thói quen xấu, gây hại cơ thể, sẽ khiến các chất thải tích tụ quá nhiều, vượt quá khả năng làm việc của thận. Một số chất độc sẽ tồn đọng trong đó và gây ra các căn bệnh về thận, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vậy nên ngoài việc bổ sung rau mùi tây để giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh thận, bạn nên tránh một số thói quen làm thận suy yếu dưới đây nhé. Những thói quen gây hại cho thận ai cũng cần tránh ngay lập tức. Thói quen đầu tiên đó là nhịn tiểu quá lâu. Nhịn tiểu lâu là một nguyên nhân gây ra các bệnh nhiễm trùng đường tiểu, viêm nhiễm bàng quang, sỏi thận, vi khuẩn tích tụ lâu không được đào thải ra bên ngoài cơ thể. Nếu bạn thường xuyên nhịn tiểu, bàng quang của bạn luôn trong tình trạng chứa nước, căng tức trong một thời gian dài và lâu dần vi khuẩn sẽ sản sinh hơn gấp nhiều lần. Do vậy, để bảo vệ thận và phòng tránh các bệnh về thận, bạn cần bỏ thói quen nhịn tiểu và đi tiểu ngay nếu thấy có cơn buồn tiểu. Thói quen thứ hai là ngồi nhiều một chỗ. Người làm văn phòng là nhóm người thường xuyên phải ngồi một chỗ. Ngồi một chỗ khiến chức năng thận bị suy yếu. Nguy cơ mắc các vấn đề về thận sẽ tăng đến 30%. Do vậy, cần hoạt động thể chất thường xuyên sẽ giúp cải thiện huyết áp và duy trì chuyển hóa glucose bình thường. Đây là hai yếu tố quan trọng trong việc duy trì chức năng của thận tốt. Nếu bạn ngồi hơn 8 giờ mỗi ngày tại nơi làm việc, hãy cố gắng hình thành một lối sống năng động tại nhà, tập thể dục ít nhất từ 2 đến 3 lần một tuần và hãy đi bộ xung quanh khu phố khi có điều kiện. Thói quen thứ ba là tập luyện quá sức. Mặc dù tập luyện thể chất giúp duy trì sức khỏe, cơ quan nội tạng hoạt động tốt, tuy nhiên bạn nên chú ý tập luyện đúng cách bởi vì tập luyện quá sức có thể khiến cho cơ bắp bị thương và các chất hoại tử phóng vào máu của bạn, lâu dần gây ra những biến chứng nghiêm trọng, trong đó có suy thận. Vì vậy, để bảo vệ thận khỏe và tăng cường chức năng của thận, bạn cần tập luyện thể thao đúng cách. Nếu cảm thấy đau cơ và nước tiểu có màu sẫm, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Thói quen thứ tư đó là lạm dụng thuốc giảm đau. Mặc dù các thuốc chống viêm như aspirin hoặc ibuprofen khá an toàn khi dùng đúng liều lượng, việc sử dụng quá mức thường xuyên có thể dẫn đến tổn thương cho thận và thậm chí là suy thận. Lạm dụng thuốc giảm đau còn khiến cho chức năng gan suy yếu, gây viêm loét và đau dạ dày. Việc sử dụng thuốc giảm đau sẽ làm giảm lưu lượng máu đến thận và làm cho các chức năng của chúng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là khi bạn đã bị bệnh thận. Do vậy, trong các trường hợp bắt buộc phải dùng thuốc giảm đau, bạn cần trao đổi với bác sĩ để được tư vấn sử dụng đúng cách, tránh ảnh hưởng đến các cơ quan như gan, thận và dạ dày. Thói quen thứ năm đó là uống ít nước. Cơ thể cần nước để đào thải các chất cặn bã trong cơ thể. Uống đủ nước giúp thận tạo ra nước tiểu để loại bỏ natri và độc tố ra khỏi cơ thể. Nếu bạn không uống đủ nước một cách thường xuyên, nó có thể gây ra vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả việc hình thành những viên sỏi thận và gây ra đau đớn. Bạn có thể quan sát màu sắc của nước tiểu của mình để nhận biết bạn có uống đủ nước hay không. Nếu nước tiểu có màu vàng sẫm hoặc màu tối thì thận của bạn có thể đã bị tổn thương. Nếu nước tiểu đục, bạn có thể đã mắc bệnh sỏi thận. Thói quen thứ 6 đó là ăn nhiều thịt. Việc tiêu thụ quá nhiều protein động vật tạo ra rất nhiều axit trong máu có thể gây ra tình trạng nhiễm toàn, một tình trạng khi thận của bạn không thể giữ cân bằng độ pH của cơ thể. Do vậy, để bảo vệ thận, bạn nên hạn chế tiêu thụ thịt và thay thế chúng bằng các loại rau củ quả nhiều chất xơ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng protein được khuyến cáo hàng ngày đó là từ 1 đến 1,6 gram trên 1 kg trọng lượng của cơ thể. Và cuối cùng, thói quen thứ 7 đó là tiêu thụ quá nhiều muối và đường. 95% natri trong thực phẩm được chuyển hóa bởi thận của bạn. Vì vậy, nếu bạn ăn quá nhiều sản phẩm mặn, cơ quan của bạn phải làm việc tích cực hơn để loại bỏ lượng natri dư thừa.
Tiêu thụ muối khiến chức năng thận bị suy giảm và dẫn đến việc giữ nước trong cơ thể cũng như làm tăng huyết áp. Ngoài ra, đối với đường, chúng cũng có thể góp phần gây ra bệnh tiểu đường, béo phì, cao huyết áp và thậm chí là bệnh ung thư. Do vậy, bạn cần biết được liều lượng muối an toàn được khuyến cáo nên dùng, đó là khoảng 3,75g hoặc 0,75 muỗng cà phê trên một ngày. Quý vị thân mến, thận là cơ quan quan trọng của cơ thể. Khi thận hoạt động không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến các cơ quan khác, khiến cơ thể chúng ta suy yếu và bị suy giảm tuổi thọ. Bởi vậy, để phòng chống những căn bệnh về thận, bạn hãy thải độc cho thận như cách mà chúng tôi vừa chia sẻ. Đồng thời hãy tránh những thói quen xấu gây hại thận nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.